Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp vô cùng may mắn trong ngày 21 tháng 10 âm lịch. Và đây là những con giáp vô cùng may mắn trong ngày 21 tháng 10 âm lịch. Vào ngày hôm nay, các bạn làm gì cũng vô cùng thuận lợi, từ việc nhỏ đến việc lớn, đi làm gì cũng dễ được khen thưởng, đề bạt. Vào ngày hôm nay, nếu bạn ký kết các hợp đồng quan trọng thì khả năng thành công có thể lên tới 90%. Các bạn hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhé! Một, tuổi Mão. Tử vi của 12 con giáp cho biết tuổi Mão có thiên tài chiếu mệnh nên khá thông minh, nhanh nhẹ nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bạn. Mặt sáng trong ngày là tình cảm, nhờ tam hợp nâng đỡ. Một chút cãi vã chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, quan trọng là bạn phải nêm nếm sao cho vừa vặn. Người có gia đình thì giỏi đối nội. Người có gia đình thì giỏi đối nội, đối ngoại, đi đâu cũng được người ta nể. Cục diện mộc khắc thổ khiến bản mệnh gặp một vài khó khăn trong chuyện tiền bạc. Vì một chút bốc đồng mà bạn đã chi tiêu quá tay nên bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Khéo co thì ấm mà không khéo thì đói. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tý. Xem may mắn của 12 con giáp ngày 21 tháng 10 thấy rằng, dù người tuổi Tý phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng vẫn được các tinh nâng đỡ. Nếu biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn, bạn vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan. Hãy luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình, dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn. Thành công sẽ tới với người luôn kiên định. Trong ngày 21 tháng 10, tuổi Tý được thực thần trợ lực nên công việc tiến triển như mong đợi. Con giáp này thông minh, sáng dạ, nhanh nhẹn hơn người nên biết cách lôi kéo khách hàng, lộc lá đa phần đến từ công việc tay trái hoặc những người làm tự do. Nhưng tình cảm lại đi xuống vì lâm tương hại, nhiều cặp đôi cãi nhau, suýt dẫn đến chia tay, bực bội không có cách hòa giải. Phần lớn cũng là con Tý khá nóng tính, cứng đầu nên càng cãi càng thêm dầu vào lửa. Bản mệnh gặp cục diện thổ khắc thủy nên phải hết sức lưu tâm trong vấn đề tiền nong. Hôm nay không nên cho mượn tiền, dù đối phương là người thân thiết đến đâu, nguy cơ bị cắt liên lạc rồi quỵt nợ là rất cao. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Tử vi hàng ngày dự báo hôm nay là ngày đẹp cho sự nghiệp của người tuổi Dần nhờ có chính tài độ mệnh. Con giáp này có tin vui liên quan đến lương thưởng, sản nghiệp được kế thừa từ gia đình. Để đạt được điều mình mong muốn trong thời gian tới, bạn nên bỏ tính bảo thủ thì tốt hơn. Thời gian này, người tuổi Dần có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu, về dài. Tài lộc tăng tiến, thu nhập của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Các mối quan hệ hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp đem tới nhiều khoản lợi nhuận. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả. Là một vài ngày mà tiêu cả tháng. Nhân duyên rộng mở, phương diện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực, người độc thân tham dự nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng rất có tiềm năng. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Tháng này, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Về phương diện tình cảm, vì mộc khắc thổ nên Dần sẽ bị tổn thương bởi những lời chê bai từ những người xung quanh. Một số người vô duyên, nói mà không biết nghĩ, khiến bạn chạnh lòng, trong lòng nổi giận như cơn bão lớn.
Bạn vui tính nhưng khi nổi nóng làm mất kiểm soát, khiến tiền bạc bị ảnh hưởng. Trong lúc nóng giận, dần dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, khiến công việc làm ăn kiếm tiền bị đi lùi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới và bước đầu giành được thành công đáng tự hào. Đặc biệt, bạn còn đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Có thể thấy bản mệnh đang tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi. Hãy tập trung hết sức lực để không lỡ mất vận may hiếm có này. Hôm nay, đường sự nghiệp của Tỵ may mắn nhờ có chính quan soi sáng. Đặc biệt là các bạn làm quan, sắp bầu cử, thi cử, học hành sẽ thuận lợi hơn người. Tỵ nên tranh thủ ngày này để khai trương, mở hàng, đăng ký, thi lấy may. Tam hội sẽ giúp đỡ bạn trong chuyện tình cảm, làm gì cũng có người giúp đỡ. Thái độ sống của bạn quá tốt, khiến mọi người thích nói chuyện với bạn. Nhờ vậy, bạn cũng có được điểm cộng trong mắt cấp trên. Vận tiền bạc may mắn nhờ cục diện ngũ hành hỏa sinh thổ. Nói về độ ham kiếm tiền thì khó ai qua được Tỵ. Con giáp này luôn tâm niệm chỉ có làm mới có ăn nên không dựa dẫm ai bao giờ. Đồng tiền bạn làm ra luôn luôn được chi tiêu đúng đắn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Nay có thiên ấn trợ lực đem lại quyền lợi, tiếng nói cho người tuổi Mùi trong công việc. Bạn ở vị trí có lợi, nếu cảm thấy không công bằng thì nên lên tiếng ngay và luôn trong hôm nay. Là con giáp có chí tiến thủ năm 2022, người làm quản lý, làm chủ ngày càng khôn khéo, được lòng cấp dưới. Trong chuyện tình cảm, hôm nay bạn sẽ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, người yêu hoặc người nhà. Tuy nhiên, mọi khúc mắc có thể nhanh chóng giải quyết được. Bạn biết cách xoa dịu căng thẳng và chủ động làm lành với mọi người nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa. Thứ tư này được dự đoán là một ngày khá bình ổn đối với tuổi Mùi, mặt tiền bạc cũng không ngoại lệ. Có thể nói khả năng quản lý tiền bạc và thuyết phục khách hàng của bạn đang ngày càng được nâng cao. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Thứ tư của tuổi Tuất có chính ấn chiếu vận nên cực kỳ thuận lợi cho các bạn đang thi cử, xin việc hoặc đòi lại quyền lợi. Thà bình an còn có phúc khí còn hơn nổi loạn, bạn càng hiền lành, ít nói thì công việc sau này càng may mắn bội phần. Vấn đề tinh thần đang quyết định rất nhiều tới cuộc sống của bạn, do đó điều quan trọng là bạn cần sốc lại tinh thần để có thể sẵn sàng cho những thách thức sẽ tới. Trong đó suy nghĩ quá nhiều, sợ bóng, sợ gió là vấn đề mà bạn cần khắc phục. Thay vì nghĩ nhiều, bạn mạnh dạn đứng dậy hành động, có làm ắt có sai thì sửa, đừng quan trọng hóa vấn đề. Gần đây Tuất khá áp lực, chịu nhiều thiệt thòi do mệnh có tương hình, gia đình thi thoảng có trục trặc, không khí ngột ngạt căng thẳng. Nếu có thể thì con giáp này nên tự thưởng cho mình một chuyến đi xa để không bị trầm cảm. Mặt tiền bạc không có gì đáng lo ngại, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn nhờ hai hành thổ tương hòa. Tài chính ổn định giúp cho tuổi Tuất dễ dàng chi trả mọi khoản nợ lặt vặt. Để có được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 21 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!